Những ngày qua trên khắp mọi miền tổ quốc hân hoan tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024 để có được hòa bình độc lập như hôm nay, hàng triệu chiến sĩ đồng bào đã gạ súng tri ân những hy sinh to lớn đó, đảng và nhà, nhà nước ta luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ân đáp nghĩa. Đối với thế hệ trẻ, sự tri ân đã được thể hiện qua nhiều công trình phần diệt ý nghĩa. Dịp lễ năm nay, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bến Tre phối hợp công ty cung cấp dịch vụ hình ảnh chuyên nghiệp Raku Phục hồi, trao tặng di ảnh của những thương binh liệt sĩ một cách chân thật nhất. Đây là di ảnh của liệt sĩ Phạm Văn Ngương, quê quán xã Phú Mỹ, quyền Bỏ Cài Bắc, Ông hy sinh năm 1968. Về sau, đồng đội của ông mang về từ chiến trường tấm ảnh duy nhất để gia đình làm kỷ niệm và thờ phụng đến hôm nay. Theo chia sẻ của gia đình, vì ảnh đã chụp gần 60 năm, phai mờ theo thời gian, nên con cháu không biết rõ mặt ông. Vì vậy, phục hồi lại nguyên trạng chi ảnh là mong muốn nhiều năm qua của gia đình nhưng chưa thực hiện được niềm mong mỏi của gia đình bấy lâu nay đã thành hiện thực và càng có ý nghĩa hơn khi bức ảnh được trao tận tay gia đình trong không khí cả nước hân hoan chào mừng những ngày lễ trọng đại của đất nước. Như tấm hình này là nó cũ là nó cũng phai mờ rồi. Rồi giờ có nhờ có cái chỗ bé đạt nó biết liên hệ với cái chỗ chú Hùng này làm lại cái khôi phục lại tấm hình mới về giống với với người thật rồi thành ra nó cũng ý nghĩa dữ lắm ý nghĩa cũng như là mình thấy lại được thấy lại người thân của mình nha. trải qua hai cuộc kháng chiến hàng triệu liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường Và rất nhiều chiến sĩ trở về với những thương tật di chứng của chiến tranh trung ý Nguyễn chăn biển quê xã Lương Quế, huyện trồng Trơm, tham gia cách mạng từ đầu những năm 70. Ông đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt cho đến ngày quê hương hoàn toàn giải phóng. hòa bình lập lại, ông tiếp tục công tác tại công an huyện Dòng Trơm. Do nhiều di chứng chiến tranh, ông đã mất khi mới 47 tuổi. Di ảnh của ông đã được gia đình phục hồi một lần, nhưng do hạn chế về công nghệ và kỹ thuật nên chưa được như ý muốn vì vậy khi được hỗ trợ phục hồi chi ảnh một cách chân thật sắc nét, thật sự là niềm vui lớn của gia đình. Anh đi từ đó nay mấy chục năm chiến tranh mà bơm đạn giờ này còn có tấm ảnh này là kỷ niệm thôi. Hồi đó giờ để vậy chứ không biết đâu phục hồi cái ông nói vậy thôi làm vậy chứ không có làm rõ nữa được. Sao hổm nó đem về thấy rõ đâu đó nét nào ra thắt nấy thì mừng quá. Đối với rất nhiều gia đình có thân nhân hy sinh trong kháng chiến. Vì ảnh là kỹ vật duy nhất nên có ý nghĩa vô cùng quý giá. Có những bức ảnh là lần cuối cùng chồng chụp cùng vợ, cha chụp cùng con, anh em chụp cùng nhau. Người trong di ảnh này là liệt sĩ Trần Chăn Thành, quê quán xã Hưng Khánh Trung, huyện Chợ Lách, chụp cùng hai con trước khi về với cách mạng. Đây là kỹ vật duy nhất ông để lại cho gia đình. Hơn 50 năm trôi qua, hình ảnh đã phai mờ, không còn nguyên vẹn nhưng vẫn luôn là kỷ niệm quý giá đối với vợ con của ông với mức độ hư hỏng nhiều như bức ảnh này quá trình phục hồi mất rất nhiều thời gian nhưng với mong muốn gia đình lưu giữ được kỹ vật của người thân một cách hoàn hảo nhất kỹ thuật viên đã đặt trọn tâm quyết vào bức ảnh với suy nghĩ đây là cách tri ân những người đã không tiếc máu xương anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc Đối với tôi, 30 tháng 4 như là một cái Tết tri ân của những anh hùng đã nằm xuống. Hy vọng việc phục hồi lại những hình ảnh của các chiến sĩ đã hy sinh sẽ phần nào đem lại niềm vui, sự an ủi cho những gia đình có công với cách mạng. Công ty La Cư Photo là công ty chuyên về dịch vụ chỉnh sửa hình ảnh. Chúng tôi luôn cập nhật những kỹ thuật tiên tiến nhất để làm cho bức ảnh trở nên chân thật và trọn vẹn. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước thanh bình, quê hương đang trên đường phát triển đổi mới từng ngày có được cuộc sống tự do thanh bình như hôm nay chúng ta mãi mãi không quên những người đã ngã xuống với truyền thống uống nước nhớ nguồn sự tri ân đối với những mất mát hy sinh của gia đình thương binh liệt sĩ sẽ luôn được duy trì và lan tỏa đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay